Dạ, Sơn Ngọc xin mến chào cả nhà thân thương. Dạ thưa cả nhà, thì hiện tại là Sơn Ngọc đang có mặt ở trên khu vực rừng núi. Giờ hôm nay Sơn Ngọc lại tiếp tục dẫn ông bà cùng chị mình đi thăm lại một hoàn cảnh của một cô gái có tên là Ngúng. Hoàn cảnh của cô gái thì rất là khó khăn. Sơn Ngọc cũng đã có chia sẻ trên kênh của Sơn Ngọc cũng vài ba tập rồi cả nhà mình. Và hoàn cảnh của cô gái này lo cho hai đứa con bị chồng ruồng bỏ, thì cho con của mình uống nước để mà sống qua ngày. Thì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt để Sơn Ngọc ghi hình gửi đến ông bà của chị mình, và cũng là một cái ngày vui của hoàn cảnh chị gái này. Dạ thì Sơn Ngọc hy vọng là ông bà của chị cùng đồng hành với Sơn Ngọc nhé. Dạ thì phía trước màn ảnh nhỏ cả nhà mình đây á, là căn nhà của chị Ngúng, rất là thương luôn cả nhà mình. Thấy cả nhà mình thấy tôn thì rách hết trơn rồi nè, cửa cũng không có, phải dùng một tấm vải để mà che lại. Chắc mẹ con này giỡn. Làm gì vậy chị Ngúng? Không làm gì đâu. Không làm gì đâu hả? Dạ. Chị chào ông bà của chị đi, chị Ngúng. Xin chào mọi người. À. Ủa bé nhỏ đâu rồi? Ngủ. Ngủ rồi hả? Đang giỡn với con hả? Ăn sáng gì chưa? Dạ ăn rồi. Chị ăn rồi à? Ừ. Bữa giờ chị Ngúng làm cái gì? Chị có làm. Dạ, bữa nay em thấy nhà của chị Ngúng sao mà nó trống trải quá vậy? Tại đồ chị chuyển lên nhà trên hết rồi. Vậy hả? Nhà trên là nhà gì? Nhà em vừa mới làm cho chị đó. Chị à? Đó. Rồi em chưa kịp tiết lộ, nếu mà chị tiết lộ cho cả nhà mình biết rồi. Hai dưới trời. Em chưa kịp tiết lộ nữa. Dạ thưa cả nhà, ý là chị cũng nói là các cái món đồ mà lúc trước là những ông bà của chị nhà hảo tâm có nhờ Sơn Ngọc mua tặng cho gia đình của chị Ngúng, thì chị cũng đã chuyển lên trên nhà mới rồi. Thì hôm nay Sơn Ngọc chia sẻ đến ông bà của chị mình là Sơn Ngọc làm cho gia đình của chị Ngúng là một cái căn nhà mới, phải nói là rất là đẹp. Riêng bản thân Sơn Ngọc thấy là như vậy, còn không biết là cả nhà mình có thấy đẹp hay không. Còn chị Ngúng thì chị Ngúng thấy như thế nào? Chị rất là thích. Rất là thích chị, hả? Tại chị cũng thấy căn nhà cũng đẹp. Dạ. Chị gài lên áo đi. Riêng chị thì chị thấy căn nhà nó đẹp lắm hả? Chị thấy có vừa ý không? Vừa ý cũng đẹp nữa. Chị nhìn nó cũng... Mới cũng đẹp thôi. Mới xinh cũng đẹp thôi. Chưa có đẹp lắm mà mới cũng đẹp thôi hả? Không biết là cả nhà mình có nôn nóng khi mà nhìn thấy cái căn nhà mà Sơn Ngọc đã thay mặt các ông bà, cô chú anh chị nhà hảo tâm để mà làm cho gia đình của chị Ngúng nó như thế nào ha. Thì chị Ngúng sẽ dẫn cả nhà mình đi xem cái căn nhà mới của chị Ngúng, và cũng tiết lộ là cái căn nhà ai làm và làm với số tiền là bao nhiêu ha. Rồi đi, bây giờ chị Ngúng dẫn cả nhà mình đi. Rồi dạ thưa cả nhà, thì Sơn Ngọc với lại chị Ngúng hiện tại đang đứng ở trong một cái căn nhà mới mà Sơn Ngọc mới vừa làm cho gia đình của chị Ngúng này cả nhà mình. Dạ thì hôm nay em có mua chị một cái số quà này nè chị Ngúng. Em để đây rồi. Thì giờ em sẽ này, ai mang biết vô làm cho chị. Đây em hướng dẫn. Chị nhìn vô như thế này chị biết là em mua cái gì cho chị không? Không. Không hả? Ừ, chưa biết mua gì mà sao lại kêu là làm rồi. Ôi ơi. Dạ Sơn Ngọc mời cả nhà mình vào trong nhà của chị Ngúng nha. Dạ đây chị Ngúng ơi, em có mua chị những cái món quà như thế này á. Trước ở đây là có một cái hộp, chị thấy cái này là cái hộp. Chị biết là cái món quà nó như thế nào ở trong này không? Không hả? À, đây là một cái ấm đun siêu tốc đó chị. Cái ấm để mà chị nấu nước sôi á. Biết không? Nhận ra chưa? Chị đã xài cái này qua bao giờ chưa? Có xài rồi. Có xài rồi hả? Đây. Là để cho Ngọc lấy cho cả nhà mình xem. Đây là cái đế để mà sử dụng cái ấm này cả nhà mình. Đây. Đấy. Ở ngồi này á là cho Ngọc cố tình mua phía ngồi là bằng nhựa, tại vì chị Ngúng đây là có hai đứa con. Bé lớn là cũng còn rất là nhỏ, sợ nhiều lúc chị nấu nước á bé có lỡ chạm vào thì nó không bị bỏng tay, đúng không? Đấy, thì nó có nhiều loại lắm cả nhà mình. Cái ấm này nè có nhiều loại lắm, nó có một loại bằng sứ thì em sợ là nhiều lúc mấy bé đụng vào rớt xuống bể. Ủa
nó cũng mắc hơn nữa. Đấy, rồi có một loại thì xung quanh hết luôn là đều bằng bằng sắt á chị. Sắt nó nó bằng inox bằng sắt á. Đó bằng kiểu như dạng nó là một cái loại kim loại nó nóng. Mình sợ biết đụng vào nó phỏng tay cho nên là ở phía ngoài này là bằng nhựa. Còn ở phía trong này là bằng sắt nè, bằng inox nè. Đấy. Hay không? Chắc cái này không mất tiền. Dạ. Rồi cái này á, rồi chị để trên bàn nè, rồi ấy vô, rồi cắm điện xài ha. Dạ thưa cả nhà, thì gia đình của chị Ngúng á, là ở dưới một ngôi làng nhỏ thì cũng có điện để mà xài, chứ không phải là những cái căn nhà mà Sơn Ngọc chia sẻ trên kênh của Sơn Ngọc, những cái hoàn cảnh Sơn Ngọc chia sẻ lên trên kênh và chia sẻ đến các bạn chị mình là những cái hoàn cảnh đó là ở trên núi họ không có điện, cũng không có nước luôn. Còn riêng nhà chị Ngúng đây thì có điện, nước thì xài cũng là nước suối. À. Nhưng mà có điện là cũng rất là may mắn rồi ấy chứ. Rồi bây giờ em để trên bàn ha. Để trên bàn. Đấy. Cho bộ bao giờ. À, thưa cả nhà, Sơn Ngọc có mua những cái món đồ này nè cả nhà, chẳng hạn như là bóng điện rồi cái tắp lô để mà tí nữa mấy anh thợ điện đến ráp điện cho nhà chị Ngúng, để mà vài bữa nữa chị có thể là xài ấm đun siêu tóc nè, rồi xài máy quạt, và còn một cái món quà bất ngờ dành tặng cho chị nữa, đó là cái này. Chị biết cái này là cái gì không? Chắc chị nhìn hình là chị biết rồi đúng không? Chị nhìn hình là chị biết rồi, cần gì em giấu đâu. Dạ thưa cả nhà, trong cái thùng này là một cái nồi cơm điện. Một cái nồi cơm điện để cho nhà chị Ngúng nấu cơm điện cả nhà mình. Nó nhanh với lại nó ngon hơn là mình nấu củi lửa, rồi mất công mình đi lượm củi về mình nấu hả chị? Phải không? Chị Ngúng có thích xài về nồi cơm điện không? Thích lắm ha, thích xài nồi cơm điện ha. Em để ở đây đi nha, một cái nồi cơm điện cả nhà mình. Và đây nồi cơm điện rất là đẹp. Dạ thưa cả nhà, thì đây là cái nồi cơm điện Sơn Ngọc mua tặng cho gia đình của chị Ngúng. Chị biết cái này là cái gì không chị Ngúng? Rổ. À, cái rổ để làm cái gì? Cái đó chị cũng không biết được. Theo em suy nghĩ á, là cái này nè, khi mà chị nấu cơm á trong này đúng không, hoặc là chị muốn hấp như củ khoai hay là củ gì đó, chị bỏ lên này, chị bỏ mấy củ lên này, chị vừa nấu cơm vừa hấp luôn cũng được hả? Ừ, nó nóng, cái hơi nóng trên cái nồi cơm bay lên á, mình hấp những cái củ vẫn được. Đấy, rồi cái son cơm này á thì em mua vừa đủ cho gia đình của chị sử dụng, nó cũng không có to lắm mà cũng không có nhỏ lắm, cũng vừa đủ. Chị biết nấu nồi cơm điện như thế này chưa? Chị biết nấu rồi hả? À. Tức là chị nấu hàng ngày á, chị nấu cơm chị ăn tầm khoảng cỡ mấy chén cơm? Ừ, hai mẹ con nấu một chén cơm. Nấu một chén cơm hả? Ừ. Chị đổ chén cơm vô này rồi chị kiểu như là rửa á, do cơm á, đó rồi mình do có tầm 2 nước thôi. Rồi xong rồi chị canh lóng tay nè, không biết nhìn canh như nhìn không, không biết nhìn cái ấy thì mình canh cái lóng tay á, canh bỏ vô lóng tay là được rồi, nước á, cái nước á, cái con lóng tay nè. Rồi xong rồi chị đậy nắp lại ha, cắm điện nha. Rồi cái điều quan trọng nữa, cái này nè, cái này là rất là nhiều người đến khi mà giờ cơm á dễ bị ăn cơm sống lắm, tức là cắm điện xong rồi chị phải gạt cái nút này xuống nè, chỗ này nó có cái nút này, nút đấy chỗ này nè, thấy không? Đó là bình thường là nó như thế này, khi mà chị cắm điện thì nấu cơm đúng không, là cái này nè, chị gạt xuống một cái là chị cứ gạt để em đấy luôn, rồi cơm nó tự nó chín á, là nó nhảy nút lên, nó tự nhảy nút lên.
Nhớ nha, nhớ nhớ kỹ cái chỗ đó chứ không là ăn cơm sống á. Rồi em bỏ lại cho chị nha. Hay là thôi em lấy ra em để luôn đi cho chị nấu luôn đi chứ. Hay sao? Tại bữa trưa chị cũng chưa nấu cơm. Chưa nấu cơm à? Bây giờ nấu luôn không? Để nấu luôn không? Nhỏ nhà chị khóc lắm. Con dậy rồi. Chị biết sử dụng cái mùng này không? Không hả? Đây em xin phép em mở ra nha, rồi em hướng dẫn cho nha. Đây là cái mùng. Cái mùng sao nó gấp như vậy? Dạ. Cái mùng sao nó gấp như vậy ta? Cái mùng mà sao gấp vậy hả? Ừ. Chị thấy lạ quá hả? Hay không? Thấy hay không? Lần đầu tiên thấy luôn đúng không? Ừ. Đối với chị Ngúng thì lần đầu tiên thấy, nhưng mà đối với cả nhà mình thì cái mùng này nó rất là đơn giản. Tại vì cái mùng này người ta sản xuất lâu lắm rồi. Hiện tại nhà em cũng vẫn đang xài cái mùng này mà. Cái này mà kiểu như là ai chưa xài á, mới mua về thì không thể nào mà gấp được đâu. Đấy. Thả xuống, cái bổ xuống là chị để vậy chị đâu có biết gấp nữa. Đây, về chị mở ra đúng không? Đó, chị bung đây nè, đấy, thấy không? Thì coi nè, nó tự bung nè. Hay không? Để hay không? Đó, bung rồi nè. Rồi xong rồi chị nắm chị kéo ra. Nó là bằng thép. Chị đừng có sợ khi mà nó gãy nha. Nó bằng thép mà. Đấy. Rồi chị để xuống nè. Đấy. Rồi chị xích ra đây em mở cho nó bự ra tí nè. Đấy. Chị thấy hay không? Này để em để nghiêng lại nè. Đấy. Rồi chị khi mà chị ráp xong rồi á, chị chỉnh dưới cái chân nè. Chị chỉnh chị banh ra. Banh ra cho nó vừa cái nệm của mình đó chị. Ha. Rồi khi mà chị xếp lại á, chị lấy một đầu nè, chị nắn vô này. Thấy không? Đó, xếp lại nè. Rồi chị uốn lại. Uốn lại như thế này. Uốn lại như thế này nè, đấy. Rồi mình để vô trong một góc nhà nào đó cho nó gọn. Này có thể mình uống thêm một dòng nữa ha, nhưng mà chị uống không cần nhiều đâu, cỡ dài thế này thôi. Rồi mình cất, mình để trong một góc nhà nào đó cho nó gọn ha. Còn không, cái bọc này thì mình để một thời gian nó rách à, không có xài được nữa. Thưa cái nhà, cái bọc này thì mình có để nó lại cũng không được, nó rách liền à. Ha. Như thế này em gấp cũng chưa gọn lắm đâu, em gấp gọn lại cho chị xem nè. Mà em mạnh tay em ráp gọn như thế này mới được. Chắc em nghĩ chị ráp không có gọn như thế này đâu. Cỡ tầm như đây được rồi. Đấy, rồi mình bỏ trong góc nào đó cho nó là nó gọn liền chứ đâu. Nha. Rồi bây giờ thả ra thì mình cứ thả ra bung thế này. Đúng không? Rồi cái đây là dưới phần chân nè. Ừ. Rồi chị nắm cái này nè. Chị kéo ra. Kéo ra nó bung ra. Đấy, chị thấy không? Thấy bông này thấy hay không? Nè, y như cái lòng chụp vậy á. Hay không? Hay. Ừ. Rồi, gấp lại cắt ha. Ừ. À, chị mở đây, chị mở cái thử đi, em coi thử chị ấy được không? Chị nha. Cũng không biết. Biết chị làm có được không? Biết làm có được hay không hả? Đây. Rồi bây giờ chị mở thử đi. Em gấp trước mắt em gấp cho nó gọn gọn như thế này thôi. Rồi chị mở thử đi được không? Xích ra, xích ra. Đó, chị mở. Mà không biết chị ra. Mở được mà sợ xíu nữa gấp thì lại gấp không được. Gấp thì không được à? Ừ. Thì em chỉ cho chị luôn. Đấy. Đấy. Rồi, như vậy là xong rồi. Rồi xong rồi mình để trên cái nệm á, để trên cái nệm á, mình kéo ra bốn góc ra. Ha. Gấp sao ta? À, rồi gấp này nè, nè, cái này nè, nắn vô. Còn cái này xếp lại. Đúng không? Rồi chị ấy đi. Ừ. Rồi. Xếp đây, chị xếp thử đây, con coi thử. Đấy. Vậy hả? Ừ đúng rồi. Rồi đó, xếp lại. Rồi. Như sao nữa ta?
Đấy, chị cho nó gọn lại, nó bung gọn lại. Rồi sao nữa hả? Ừ. Sao nữa thì chị xếp làm sao mà cho nó thành cái hình tròn á. Như thế này nè, chẳng hạn như thế này nè. Đó là sao cho nó là thành cái hình tròn đó chị ạ. À? Là em nghĩ như chị học học nhanh, chị biết xếp cái này thì em mua cái này nó bền hơn, với lại nó đẹp hơn. À, với lại cũng đẹp nhưng mà chị đâu có biết xài đâu. Đấy. Đó, chị xếp hình tròn như thế này rồi chị chỉnh sao mà cho nó gọn như vậy á, mình bỏ mình cất. Được không? Chị đâu có làm được đâu này. Chị khờ quá cả nhà. Chị khờ quá. Rồi đây chị xếp xếp lại cho nó hình tròn lại đi. Chị cứ chị... kiểu như chị cứ nắng lại, mình nắng chừng nào nó xong thôi. Mà hồi nãy chị thấy em làm dễ quá mà chị làm sao không được ta. Đó. Kiểu như cái này nó khó với chị quá nhỉ. Đối với em thì nó dễ dàng thôi, còn đối với chị nó khó quá nhỉ. Đó. Đối với chị sao nè. Nó khó khăn dữ mà sao chị không làm được ta. Nè, nó vậy nè. Kéo lại. Không. Nó vậy đó, không chị kéo vô. Đó. Rồi xong. Ok không? Okay. Sao chị thấy em làm đơn giản mà chị làm thấy khó khăn quá. Rồi, đây chị mở lại rồi chị kéo đây. Để vậy thôi được rồi, tại vì cái khúc cái công đoạn này chị biết rồi. Nè, chị cầm đầu này rồi chị kéo vô. Là nó tự nó bụp xuống ha. Cộng dây này, cộng dây này. Đó mình giữ lại. Rồi thả ra nó không có bung nữa. Ok hay. Không? Cái okay mồm không? Cô cũng có như vậy. Ừ. Hay không? Lần đầu tiên thấy luôn hả? Lần đầu tiên chị luôn, chị thấy. Rồi, bây giờ trước mắt để đây nha. Dạ thưa cả nhà mình cũng thông cảm á, tại vì nhà thì mới làm xong, mình làm cái nền xi măng cả nhà. Mình phải tưới nước liên tục để mà cho cái nền nó kết dính, nó nhanh chết đi cái xi măng. Thì cái nền mình có thể là nó bền, chứ không mà nó khô thì nó sẽ nứt. Thì xi măng thì cả nhà mình cũng biết đó, ông bà con chị mình cũng biết, mình tưới nước nhiều thì nó bền, nó chắc hơn, nó không có bị nứt. Thì bên đây á là em mua chị cái ấm siêu tốc nè, rồi nồi cơm nè, rồi em hướng dẫn cho chị cũng biết rồi ha. Rồi cái bình thủy thì bữa cô Phương Dung tặng. Đấy, cái bàn này thì mới vừa lấy qua. Để đây luôn. Vài bữa chị tính là nấu nước ở đây luôn hay để đâu? Ở đây luôn đi. Để đây luôn ha, bắt điện đây luôn ha. Đấy. Cửa sổ thì ở đây, sáng quá trời. Trong phòng nè, đi vô trong phòng chị. Ở trong đây thì vài bữa nữa cái nệm á mình để bên đây. Tại vì nệm gạo cả nhà, chị còn để quá trời luôn, gạo còn một thùng to luôn. Cho nên là Trân Ngọc không có thể nào mà đem qua đây được. Chứ không mà Trân Ngọc cũng đem qua rồi. Bữa Trân Ngọc mua gạo nhiều quá, đổ trong thùng chị nè. Bữa cô Phương Dung có mua thêm nữa đúng không? Ừ, chị cũng đổ đấy. Thêm chỗ đó nữa. Rồi mua đổ tràn thùng luôn à. Rồi ai khiêng cho nổi. Rồi vài bữa nó ăn hết từ từ rồi nhẹ bớt rồi qua khiêng qua đây. À. Rồi công việc đây là để mấy mẹ con ngủ, nghỉ ngơi. Có quạt nè, bữa cô Phương Dung mua luôn nè. À. Rồi cửa không cả nhà. Mình em chị. Khi mà mỗi tối chị ngúng ở rồi thì mình đóng lại. Đóng lại. Chốt lại cả nhà. Rồi xong khỏi sợ luôn. Tôn cửa tôn dày khui luôn cả nhà. Dạ thì ông bà anh chị mình thấy Trân Ngọc làm cửa như thế này có được không? Nhà thì trụ to đùng cả nhà. Trụ to đùng. Mấy góc trụ nữa nè. Nhà rất là cứng cáp ở nhà mình nha. Cứng mọi Trân Ngọc đây dùng sức xô. Mấy hôm tiền của cô đồ gửi thì... rồi em gửi thì có còn không? Thì chị đi tiêm thuốc, vừa tiêm vừa uống. Còn tiền, bây giờ chị còn tiền không? Còn. Còn hả? Còn một ít. Dạ. Thì hôm nay em thay mặt một người cô ở nước ngoài, cô xin giấu tên. Cô có dặn dò em mua chị một cái mùng, mua lại một cái ấm siêu tốc, rồi một cái nồi cơm điện để mà chị sinh hoạt trong gia đình đó, và nấu ăn lo cho gia đình. Dạ. Rồi tổng quan hết cái căn nhà này á là em thay mặt các ông bà cô chú chị nhà hảo tâm làm cho chị. Em đố chị là cái căn nhà này á
Em làm khoảng bao nhiêu tiền? Chắc cũng tầm 30 mấy. 30 mấy hả? Ừ. Thật không? Chính xác luôn là bao nhiêu? Chị cũng... Hay là chị nghe em nói nha? Không. Phải không? Sao chị đón ba mấy? Chị chỉ nghĩ vậy thôi, tại mấy bữa nay xác rồi tôn cái gì nó cũng mất tiền hết. Đúng rồi, cái gì nó mất hết á. Chị thấy em làm nhà có chắc không? Chắc. Chắc hơn nhà bà già làm kia nữa. Không, không chắc là em mang tiếng chết luôn. Thôi cái này em trêu chị nha. Thì chị đoán là em làm căn nhà này ba mấy triệu hả? Em nghĩ là chị cũng đoán cũng đúng khoản tiền đó. Chính xác là bao nhiêu? Chị nói thử xem. Chị cũng không biết chính xác. Không biết chính xác à? Thì sẵn đây em chia sẻ với chị và con Sơn Ngọc cũng chia sẻ đến ông bà của chị là Sơn Ngọc làm cho chị Ngúng, là Sơn Ngọc thay mặt những ông bà, cô chú, anh chị, nhà hảo tâm. Sơn Ngọc làm hết tất cả hoàn thiện căn nhà, kể cả Sơn Ngọc chuẩn bị bắt điện cho gia đình của chị. Là Sơn Ngọc làm hết tổng cộng căn nhà này. Là Sơn Ngọc làm hết tổng cộng căn nhà này cả nhà mình là 37.500.000. Chị thấy như thế nào? Với căn nhà này là số tiền 37.500.000, chị làm chị thấy là có xứng đáng không? Chị thấy nó cũng hơi rẻ, tại bữa nay xác gì nó cũng thấy mắc. Rẻ hả? Ừ. Chị thấy tuần đó nó cũng thấy đỡ hơn mà thấy căn nhà nó đẹp. Ừ. Đẹp với lại nó chắc nữa. Chị thấy bà con đây đi qua đi lại thấy khen quá trời phải không? Thì chị thấy căn nhà em làm vừa chắc vừa đẹp mà tầm đó thì thấy nó cũng rẻ, giống như chẳng khác gì căn nhà bà già vừa xấu nó lại vừa mất tiền. Nói chung là cũng tùy thời điểm thôi chị. Tại vì cả nhà ơi, Sơn Ngọc làm cho gia đình chị Ngúng nè, đến cái mùa này là cái mùa cận Tết rồi, cho nên là những cái vật liệu rồi những cái món đồ nó rất là đắt luôn cả nhà mình. Nó hầu hết là nó lên giá hết á. Nhưng mà Sơn Ngọc làm cái căn nhà này, Sơn Ngọc rất là cố gắng khi mà mình làm khoản tiền là 37.500.000 để mà cho gia đình chị Ngúng ở được tốt hơn, ở lâu dài hơn cả nhà mình. Mừng quá hay sao mà la với con. Dạ thì cái căn nhà đó em cũng mới vừa chia sẻ với chị là cái giá tiền em làm cho chị á. Thì thấy nó rẻ quá hả? Không, nó phải, ít tiền quá hả? Không phải ít tiền, nhưng mà chị thấy căn nhà của bà già làm nó mất tiền hơn căn nhà này. Mà nhìn thấy nó dỗm hơn. Thì cái chuyện đó là em cũng không có biết như thế nào. Dạ. Còn cái nhưng này mà... là em thay mặt những ông bà của chị nhà hảo tâm làm cho chị. Em kêu thợ đến làm. Dạ, làm cái gì đó nó tận dụng với cái số tiền của các ông bà của dưới nhà hảo tâm thì gửi cho em để mà làm cho chị á. Em tận dụng hết năng suất và làm cái nhà được tốt hơn, chắc chắn hơn để chị ở lâu dài chứ, đúng không? Với lại chị là một người con gái phụ nữ, chị lo cho hai đứa con. Nhiều lúc cái căn nhà này đó mà ở thì ở nhiều lúc mà nó có hư cái lặt vặt nào đó thì sao mà chị có thể là sửa sang ngoài kia được, đúng không? Đấy, cho nên là em làm hoàn thiện hết tất cả. Thì em cũng chia sẻ với chị là ông bà cô chú chị nhà hảo tâm gửi tặng tiền cho chị để em thay mặt ông bà cô chú chị nhà hảo tâm làm chị căn nhà này. Đó là bác Lượm ở Đan Mạch có gửi cho chị, gửi cho em. Em xin lỗi, gửi cho em một số tiền là 31.200.000. Dạ, bác Lượm ở Đan Mạch gửi cho con Sơn Ngọc là 31.200.000 để con làm nhà cho chị Ngúng. Và cô Tám ở Úc gửi cho con là 1.000.000 Việt Nam để con cộng vào trong cái số tiền của bác Lượm ở Đan Mạch. Và có cả bác ở Pháp gửi cho con là 5.300.000.000. Cũng cộng vô cái số tiền của bác Lượm ở Đan Mạch và cô Tám ở Úc. Dạ, hai bác với lại cô, con cộng hết lại cái số tiền là 37.500.000 luôn. Con làm trong cái khoản tiền của hai bác với lại cô hoàn thiện căn nhà, kể cả bắt đèn. Thì còn những cái món đồ mà em mua cho chị á, nồi cơm điện nè,
rồi cái gì, ấm đung siêu tóc, rồi mùng là một người cô ở nước ngoài, cô cũng xin phép là cô giấu tên, cô có gửi cho em là 2 triệu để mà nhờ em mua những cái món đồ này gửi cho chị á. Thì em mua hết chỉ có là 1.235.000 thôi. Em cũng chia sẻ với chị luôn là cái nồi nấu cơm á, là em mua là 420.000, cái mùng á là em mua 150.000, rồi cái ấm đun siêu tóc á chị là 195.000, là tổng cộng là 765.000 đấy. Dạ, con sẽ Ngọc và trừ cái số tiền 2 triệu của cô, con trừ 765.000 ra thì còn 1.235.000. Dạ, con sẽ Ngọc cũng xin phép thay mặt cô, con gửi cái số tiền 1.235.000 của cô để mà con gửi cho chị Ngúng. Dạ đây chị Ngúng ơi, em gửi cho chị số tiền này luôn của cô xin nhớ tên. Dạ. Dạ đây chị. Chị cũng 1.235.000. 500. 1 triệu. 1 triệu đây 200, 1.2. 235.000 em làm cho 240.000 luôn. Chị cảm ơn em. Với lại chị cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chị. À, chị cảm ơn bác Lượm ở Đan Mạch. Này chị, bác Lượm trong đó đó. Đây, chị nói nè, cảm ơn bác Lượm ở Đan Mạch. Chị nói nè, em chỉ cho chị nè, chị nói đi, em chỉ chị đó. Chị nói con cảm ơn bác Lượm ở Đan Mạch. Con cảm ơn. Cảm ơn bác Lượm. Bác Lượm ở Đan Mạch. Đan Mạch. Bà con cảm ơn cô Tám ở Úc. Con cảm ơn cô Tám ở Úc. Rồi có cả bác ở Pháp. Bác ở Pháp. Rồi con cảm ơn mọi người đã giúp đỡ con, hỗ trợ cho con. Con cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì cái căn nhà này chị ở, nếu như có gặp vấn đề nào đó thì chị alo cho em ha. Dạ. Dạ thì Trân Ngọc cũng xin phép nhắc lại và chia sẻ đến ông bà của chị mình, và con chia sẻ đến bác Lượm ở Đan Mạch và cô Tám ở Úc và bác ở Pháp. Con làm cái căn nhà này hoàn thiện hết tất cả là 37.500.000, còn những cái món đồ là con thay mặt một người cô xin nhớ tên mua cho chị, và còn dư số tiền thì con cũng đã gửi cho chị rồi. Dạ không biết là ông bà của chị mình thấy là Trân Ngọc là cái căn nhà nó như thế nào. Nếu như mà cái nhà mình thấy là đẹp chắc chắn thì ông bà của chị mình ủng hộ tinh thần cho Trân Ngọc một like và một đăng ký kênh nha. Cả nhà mình cũng có thể là góp ý dưới phần bình luận cái căn nhà nó như thế nào đối với cả nhà mình qua cái mắt nhìn của ông bà của chị mình á. Rồi em cũng hôm nay là em cũng rất là vui khi mà lúc trước lần đầu tiên em đến em thăm chị á, và được chị chia sẻ là gia đình của mình khó khăn quá, chồng ruồng bỏ thì cho con của mình uống nước, khi mà chị sanh con của mình ra khổ cỡ một tuần thôi và chị phải đi làm gửi con của mình cho cháu, cho em gì? Cho gì rồi dì ở nhà cho uống nước thôi chứ không có sữa để mà uống. Nhờ được chị yêu thương của các ông bà cô chú chị, thấy chị như vậy, hoàn cảnh của chị như vậy thì hỗ trợ cho chị đến ngày hôm nay. Chị cũng nằm trong số những người có những hoàn cảnh khó khăn, rất là may mắn được tiếp cận đến những ông bà có gì nhà hảo tâm, chị mới có thể là nhận một cái căn nhà như thế này và những cái món quà. Chị cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chị, tin tưởng chị. Còn kể cả em nữa. Rồi thì em cũng đã có mua những cái món đồ thiết yếu gửi cho chị á. Mình vẫn còn đồ ăn chứ đúng không chị? Còn. Dạ. Thì em nghĩ á, em sẽ gửi số tiền này cho chị. Căn nhà mới á, thì chị mua những cái món đồ theo ý của chị. Dạ. Tại vì em con trai em cũng không biết là mua như thế nào nữa. Em chỉ mua theo lời của một người cô giấu tên, cô dặn dò em mua cái gì đó thì em mua thay cô. Còn dư số tiền thì em gửi cho chị thích chị mua cái gì đó chị mua. Mua đồ ăn thiết yếu trong gia đình của mình cũng được. Số tiền này chị thích mua gì là chị mua. Ừ. Thì chị cảm thấy trong gia đình của mình thiếu thốn gì đó thì chị mua nha. Gạo thì em thấy còn cả đống ở đó rồi. Gạo em mua luôn quá rồi. Trời luôn. Cho Ngọc nghĩ là chắc khoảng cỡ hơn 50 kg cả nhà mình.
gạo á, quá trời luôn. Còn những cái đồ ăn thiết yếu là bữa cô Dung mới tặng cho chị cách đây cũng đâu có bao lâu đâu, khoảng cỡ một tuần là chứ nhiêu đâu. Rồi chị cứ thấy là thiếu gì đó mình mua thêm ha. Nhà thì quá ok rồi. Đây cũng là ước mơ của tất cả mọi người. Cũng rất là nhiều người cũng ước mơ có một căn nhà như thế này, kể cả em cũng vậy. Đây là ước mơ lớn nhất của chị. Căn nhà phải nói là quá tuyệt vời cả nhà mình. Dạ, con Sơn Ngọc cũng rất là cảm ơn những ông bà của chị nhà hảo tâm rất là tin tưởng con Sơn Ngọc, gửi cho con những số tiền để con thay mặt ông bà của những chị nhà hảo tâm để mà giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên khu vực rừng núi. Con chúc tất cả ông bà của chú chị luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng với con Sơn Ngọc nha. Con cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ, và Sơn Ngọc cảm ơn ông bà của chú chị mình đã dành thời gian với bố để xem video của Sơn Ngọc và yêu mến hoàn cảnh của chị Ngúng và ủng hộ cho gia đình chị Ngúng có những cái món quà yêu thương của các ông bà của chú chị nhà hảo tâm. Dạ, ông bà anh chị mình theo dõi những video của kênh Sơn Ngọc và cả nhà mình thấy có duyên những hoàn cảnh như thế nào đó thì cả nhà mình có thể là chia sẻ video để những hoàn cảnh nó có thể là được tiếp cận đến nhiều những ông bà của chú chị hảo tâm, có thể là những hoàn cảnh đó cũng tương tự như chị Ngúng này, nhận những cái món quà yêu thương từ ông bà cô chú chị nhà hảo tâm. Và Sơn Ngọc cũng xin phép khép lại video tại đây. Hẹn ông bà anh chị mình những tập video tiếp theo nha. Bye bye.